bản chất là em vươn được, nhưng mà khi vươn được rồi ấy, em không có lực để em ấn vào, chứ không phải là tay em không vươn đến được. Tay em vươn đến được. Cái đoạn nhạc mà em đánh, em bảo khó khăn đoạn đánh như thế này đúng không? Đúng không? Đấy, bản chất là em vươn được, nhưng khi vươn được rồi em không ấn vào được. Đó là do móng tay của em. Em phải cắt cái móng này đi để làm sao ấy, thay vì ấy mình bấm như thế này, mình bấm vào đây. Nó đi vào đây thì nó mới giữ được. Còn nó như thế này thì nó bị nhẹ. Nó phải đi vào đây. Và cái thách thức kia là bấm một phát được luôn. Thì cái này ấy là vẫn một câu nói kinh điển thôi, tập. Nhưng mà tập theo cái định hướng là gì? Mình chọc vào đây. Và khi ấy em giữ cái này mà em cảm thấy em vẫn ngân chưa đủ, em vẫn có thể em giữ là em làm điểm tựa. Thì cái ngón cái này, ngón cái này Hà nhá, Hà đi xuống dưới này cho anh.